Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với buổi tập ngày hôm nay. Mình là Huyền Nguyễn, mình là huấn luyện viên yoga của Livan Sport. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một chuỗi bài tập backbend nâng cao. Nào chúng ta cùng nhau bước vào buổi tập nhé. Chúng ta mở rộng hai chân bằng hông. Ngón chân cái hướng vào bên trong và mép chân bên ngoài song song với nhau. Hít vào vươn hai tay lên cao. Kéo căng vai đẩy ngược lên. Mắt nhìn lên. Thở ra hóp bụng nghiêng người sang trái. Kéo căng lườn phải. Hít vào vươn tay. Kéo căng vai đẩy căng lồng ngực. Thở ra hóp bụng nghiêng người sang phải. Kéo căng lườn trái. Hít vào vươn hai tay lên. Đẩy căng vai lên hơn nữa. Thở ra hóp bụng nghiêng người sang bên trái. Hít vào, vươn tay kéo căng lồng ngực. Thở ra hóp bụng nghiêng người sang phải. Thả lòng cơ lên sườn bên trái. Lần cuối hít vào vươn tay kéo căng vai, kéo giãn hai cơ lên sườn. Mắt nhìn lên. Thở ra hóp bụng nghiêng người sang bên trái. Kéo căng cơ lên sườn bên phải. Giữ ở đây và hít thở đều. Năm, bấm chặt chân xuống siết cơ đùi. Thả lỏng từ vùng lườn trở lên. 4 3 Mỗi lần thở ra lại hạ vai trái xuống. 3 2 1 Hít vào về giữa. Đẩy căng lồng ngực. Kéo căng vai. Giữ ở đây và hít thở đều. 5 Cố gắng kéo căng vai của mình lên. Hóc bụng cuộn xương cụt. 4 3 Thở đều. 2 1 Thở ra hóc bụng nghiêng người sang bên phải. Kéo căng lườn trái. Giữ ở đây và hít thở đều. 5 Mỗi lần thở ra lại thả lỏng lườn bên trái. Hạ vai phải xuống. 4 3 2 1 Hít vào hai tay ra ngang. Thở ra hai tay lan về sau lưng. Mở rộng hai chân bằng thẳng, mũi chân chất kế bên trong. Hít vào xoay vai đẩy căng ngực lên. Thở ra hóc bụng gập người về phía trước. Và bây giờ chúng ta sẽ tay lên xuống liên tục ạ. Mỗi lần gập xuống chúng ta thở ra. Vào về giữa kéo căng hai tay. Thở ra hóp bụng nghiêng người sang bên, vặn người sang bên trái. Hít vào thẳng lưng kéo căng kheo chân, mắt nhìn thẳng. Thở ra hóp bụng vặn người sang bên phải. Hai vai thẳng hàng, lưng thẳng, đẩy căng kheo chân. Hít vào về giữa thẳng lưng. Thở ra hóp bụng vặn người sang bên trái. Hít vào về giữa. Thở hóp bụng đổi bên. Lần cuối hít vào kéo căng hai tay. Đẩy thẳng sống lưng, quáng thẳng chân. Thở ra hóp bụng vặn người sang bên trái. Giữ ở đây và thở đều. 5 Đẩy ngực lên. 4 Mỗi lần thở ra lại hạ tay trái sang bên phải. 3 2 Thả lỏng lườn. Và 1 Hít vào về giữa. Thở ra hóp bụng đổi bên. Vặn người sang phải. Giữ ở đây và thở đều. 5 Quáng ngực đẩy lên và lưng thẳng. 4 Mỗi lần thở lại vặn người sang phía sau hơn một chút. 3 2 1 Hít vào về giữa kéo căng hai tay. Thở ra từ từ hạ tay xuống. Duỗi thật khép chân lại. Mở lớp. Hai chân đứng tách rộng bằng vai. Mũi chân hơi xoay bên phía trong. Hai tay chống phía sau lưng.
Hít vào, xoay vai, đẩy căng lồng ngực, đẩy khớp hông về phía trước. Từ từ thở ra, hóp bụng thả lỏng cổ. Hít vào, vươn hai tay lên cao, kéo căng vai, đẩy ngực lên. Thở ra, hóp bụng gập người về bên chân trái. Hít vào, vươn hai tay. Thở ra, hai tay hướng phía sau lưng. Hít, xoay vai, đẩy căng lồng ngực, đẩy hông phía trước. Thở ra, hóp bụng uốn cong lưng, thả lỏng cổ. Hít vào, vươn hai tay lên, kéo căng vai, hóp bụng thẳng lưng. Thở ra, hóp bụng lại, gập người về phía bên chân phải, vươn dài cột sống về phía chân. Hít vào, hai tay lên cao. Thở ra, hai tay chống phía sau lưng. Hít vào, xoay vai, đẩy căng lồng ngực, đẩy hông về phía trước. Thở, hóp bụng ngả sau. Giữ ở đây và thở đều. 5. Cố gắng đẩy lồng ngực của mình lên. 4. Thả lòng lưng xuống tiếp. 3. Siết cơ đùi, thẳng khoeo chân. 2. Và 1. Hít vào, vươn hai tay lên cao. Thở ra, hóp bụng gập người về phía chân trái. Cố gắng bụng, ngực áp sát đùi. Giữ và thở đều. 5. 4. Mỗi lần thở ra lại gập vào chân tiếp. 3. Thả lỏng khoeo chân. 2. Và 1. Hít vào, vươn hai tay. Kéo căng vai, cuộn xương cụt. Thở ra, hai tay chống phía sau lưng. Hít vào, xoay vai, mở ngực, đẩy căng xương ức, đẩy hông phía trước. Thở ra, hóp bụng uốn cong lưng, thả lỏng cổ. Giữ và hít thở đều. 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào, vươn hai tay lên. Thở ra, hóp bụng gập người về phía chân phải. Quáng bụng, ngực áp sát đùi. Giữ ở đây và thở đều. 5. Mỗi lần thở ra lại gập người xuống một chút nữa. 4. 3. Thẳng chân. 2. Và 1. Hít vào, vươn hai tay lên cao. Thở ra, từ từ hạ tay xuống. Mời cái lớp di chuyển lên đầu thảm. Bàn chân của mình cách thảm bằng 20cm. Hai chân đứng tách rộng bằng hông. Hít vào, vươn hai tay lên cao. Thở ra, hóp bụng gập người về phía trước. Hít vào, bước chân phải về phía sau một bước dài. Hạ đầu gối phải xuống, xuôi mũi chân, nâng người lên. Hai tay chống phía sau lưng. Hít vào, xoay vai, mở ngực, đẩy căng xương ức. Hạ hông xuống, mắt nhìn lên. Giữ và thở đều. 5. Cố gắng hạ hông xuống nữa, đẩy ngực lên. 4. Siết chặt cơ đùi, bấm chân trái. 3. 2. Thả lưng xuống tiếp. Và 1. Hít vào, vươn hai tay lên cao. Thở ra, từ từ hạ hai tay xuống. Siết bụng, hai chân về sau, tư thế tấm ván. Hóp chặt cơ bụng, siết cơ đùi. Thở ra, hạ gối, ngực cằm 8 điểm chạm thảm. Vuốt mũi chân. Hít vào, xoay vai, mở ngực, vươn cằm, mắt nhìn phía trước. Thở ra, hóp bụng, hạ gót chân, đẩy mông lên cao, hạ sâu vai xuống, tư thế chó úp mặt. Hít vào, đá chân phải lên cao, mắt nhìn lên phía trước. Thở ra, bước chân lên giữa hai tay, hạ đầu gối trái xuống, xuôi mũi chân. Đầu gối phải thẳng hàng với góc chân phải. Hai tay chống phía sau lưng. Hít vào, xoay vai, mở ngực, đẩy căng ngực lên, hạ mông xuống. Giữ và thở đều. 5. Gắng thả lỏng các đốt sống lưng. 4. Bấm chặt chân phải và hạ hông xuống. 3. Thở đều, khép khử tay. 2. Và 1. Từ từ hạ hai tay xuống thẳng. Hít vào, hai chân lên phía trước, vươn ngực, mắt nhìn thẳng.
thở ra hóp bụng ngược người về phía chân. Duỗi thẳng hai tay áp ngang tai, hít vào vươn hai tay lên cao, đẩy mông, vươn ngực, vươn cong lưng. Thở ra, hóp bụng ngược người về phía trước. Hít vào bước dài chân trái về phía sau, hạ đầu gối trái, xuôi ngược chân. Hai tay chống phía sau lưng. Đầu gối phải và góc chân phải vuông góc trên một đường thẳng. Hít vào, xoay vai đẩy căng lồng ngực, khép cửa tay, hạ hông xuống. Thở ra, thả lỏng lưng, uốn cong lưng. Giữ và thở đều. 5. Quáng đẩy ngực của mình lên. 4. Bấm chặt chân phải và siết cơ đùi. 3. Thở ra lại uốn thêm một chút nữa. 2. Và 1. Hạ hai tay xuống thẳng. Hít siết cơ bụng, hai chân về sau tấm ván. Vai mông lưng thẳng hàng. Hóp chặt cơ bụng, cuộn xương cụt. Thở ra hạ gối, ngực cằm 8 điểm chạm thẳng, khép cổ tay. Vuốt mũi chân hít vào, xoay vai mở ngực, vươn cằm về phía trước, lên dáng hổ mang, thả lỏng mông. Thở ra hóp bụng, chống chân, hạ gót chân xuống, đẩy mông lên cao. Hít vào chân trái đá lên cao ra sau, mắt nhìn lên phía trước. Thở ra hóp bụng, bước chân lên giữa hai tay. Hạ đầu gối phải, xuôi mũi chân. Hai tay chống phía sau lưng. Hít vào, xoay vai đẩy căng lồng ngực, khép cửu tay, hạ hông xuống. Thở ra uốn cong lưng, mắt vươn nhìn lên, không thả lỏng cổ phía sau ạ. Giữ và thở đều. 5. Bấm chặt chân trái, siết cơ đùi. 4. Mỗi lần thở ra lại đẩy ngực lên và uốn cong lưng thêm chút nữa. 3. 2. Thở đều. Và 1. Hai tay xuống thẳng. Hít vào, hai chân lên phía trước, vươn ngực mắt nhìn thẳng, đẩy thẳng cột sống lưng và thẳng eo chân. Thở ra hóp bụng gập người về phía chân, cố gắng bụng ngực cằm chặt hết xuống các chân. Duỗi thẳng hai tay, hít vào vươn hai tay lên cao, đẩy mông vươn ngực. Uốn cong lưng. Thở ra chắp hai tay giữ ngực. Tiếp tục hít vào vươn hai tay lên. Thở ra hóp bụng gập người về phía trước. Hít vào bước dài chân phải về phía sau. Hạ đầu gối phải. Nâng người lên. Đầu gối trái thẳng hàng với gót chân trái, đồng thời bấm chặt các ngón chân trái xuống. Hít vào, xoay vai mở ngực. Tay cố gắng hạ xuống thẳng. Ngực bể lên, thở ra uốn cong lưng. Giữ ở đây và thở đều. 5. Nếu ai tốt có thể gập chân phải ạ. 4. 3. 2. 1. Hai tay phía trước, đẩy thẳng chân trái. Mũi chân trái co lên. Hít vào, vươn ngực mắt nhìn thẳng. Đẩy thẳng sống lưng. Thở ra hóp bụng gập người về phía chân. Ai tốt tay nắm mũi chân và hạ cửu tay xuống. Giữ ở đây và thở đều. 5. Cố gắng vươn dài cột sống về phía trước. 4. Thở đều. 3. 2. 1. Hai tay xuống thẳng. Hít siết cơ bụng, hai chân về sau tấm ván. Vai mông lưng thẳng hàng. Hóp chặt cơ bụng, siết cơ đùi. Thở ra hạ gối. Ngực cằm 8 điểm chạm thẳng, khép cổ tay, thả lỏng lưng trên. Vuốt mũi chân, hít vào, xoay vai mở ngực, vươn cằm mắt nhìn phía trước, khép cổ tay, thả lỏng mông. Thở ra, chống mũi chân, đẩy mông lên cao, hạ gót chân xuống. Tư thế V ngược. Đá chân phải ra cao, lên cao, hít vào. Thở ra hóp bụng, đưa chân lên giữa hai tay. Hạ đầu gối trái xuống, xuôi mũi chân. Hít vào, xoay vai mở ngực. Thở ra từ từ, hạ hông xuống uốn cong lưng. Tay có thể chạm được xuống thẳng thì càng tốt ạ. Giữ và thở đều. 5. Đẩy ngực lên. Ai tốt? Chân chạm đầu ạ. 4. 3. Thả lỏng lưng, bấm chặt chân phải để giữ thăng bằng. 2.
1, hai tay xuống thẳng. Hít xuyên cơ bụng. Hai chân lên phía trước. Thẳng lưng, mắt nhìn phía trước. Thở ra hóp bụng gập người về phía chân. Hít vào vươn hai tay lên cao. Đẩy mông, vươn ngực uốn cong lưng. Thở ra hóp bụng gập người về phía trước. Hít vào bước chân trái về sau, một bước dài. Hạ đầu gối trái xuống. Nâng người lên. Bây giờ tay phải đặt phía sau gối trái. Hít vào vươn cao tay trái lên. Hạ để vai trái xuống. Thở ra từ từ uốn cong lưng. Hạ mông. Giữ và thở đều 5. Ra từ từ đi tay phải ra phía sau nữa. 4 3 Bằng giữ thăng bằng siết chặt cơ đùi. 2 Và 1 Hạ hai tay xuống thẳng. Hít vào vươn cao tay trái lên, kéo căng lườn trái. Thở ra hóp bụng, vặn tay trái qua đầu gối phải. Nếu có thể tay phải vòng phía sau lưng nắm lấy tay trái. Giữ ở đây và thở đều. 5 4 Siết chặt cơ đùi. 3 2 1 Hai tay xuống thẳng. Hít siết cơ bụng, hai chân về sau tấm ván. Vai mông lưng thẳng hàng, hóp chặt cơ bụng. Thở ra hạ gối, ngực cắm 8 điểm chạm thẳng. Vuốt mũi chân. Hít vào xoay vai, mở ngực, vươn cằm mắt nhìn phía trước. Thở ra chống chân, đẩy mông lên cao về tư thế V ngược. Hít vào, đá chân trái lên cao ra sau, mắt nhìn lên phía trước. Thở ra, bước chân lên giữa hai tay. Hạ đầu gối phải, xuôi mũi chân phải. Đầu gối trái vuông góc với phần gót chân. Đặt tay trái phía sau đùi phải. Hít vào vươn cao tay phải lên, đẩy căng lồng ngực. Thở ra từ từ nhấn hông xuống uốn cong lưng. 5 Mỗi lần thở ra lại đi tay trái về phía sau tiếp. 4 Cố gắng đẩy ngực lên. 3 Siết cơ đùi, bấm chặt chân trái. 2 Và 1 Hai tay xuống thẳng. Tay trái đặt lên đầu gối trái. Hít vào vươn cao tay phải lên, kéo căng lườn phải. Thở ra hóp bụng, vặn tay phải qua đầu gối trái. Hai tay chắp giữa ngực. Ai tốt thì có thể vòng tay phải xuống dưới theo chân. Tay trái vòng sau lưng, hai tay nắm lấy nhau ạ. Giữ và thở đều 5 4 3 Thở đều 2 Và 1 Hai tay xuống thẳng. Hít vào hai chân lên phía trước. Vươn ngực mắt nhìn thẳng. Thở ra hóp bụng gập người về phía chân. Hai tay ôm gót chân. Giữ và thở đều 5 4 Mỗi lần thở ra lại ép sát bụng ngực vào chân. 3 2 1 Hít vào vươn hai tay lên cao. Kéo căng vai đẩy thẳng lưng. Đan tay mắt nhìn lên. Giữ ở đây và thở đều 5 4 Cuộn xương cụt siết cơ đùi. 3 2 1 Thở ra hóp bụng cầm người về phía trước. Trùng gối. Hít siết cơ bụng, bật hai chân về sau. Tư thế về ngược. Hít vào chân phải, đá lên cao ra sau. Thở ra gập chân phải, mắt nhìn qua vai trái phía trên. Giữ ở đây và thở đều 5 Nâng đầu gối phải cao hơn nữa. 4 Thả lỏng các đốt sống lưng. 3 2 Từ từ hạ chân phải xuống sang bên trái. Hít vào vươn cao tay phải lên, uốn cong lưng. Ai tốt hạ tay xuống thẳng. Giữ và thở đều về tư thế bánh xe. 5 4 3 2 1 Hạ tay trở về, chân trở về tư thế V ngược. Hít vào chân phải lên cao. Gập chân phải. Thẳng chân trái. Cố gắng úp đùi bên trái xuống, xuôi mũi chân. Hít vào vươn hai tay lên cao. Đẩy căng lồng ngực. Mắt nhìn lên.
Giữ và thở đều. 5 4 3 2 1 Thở ra, hóp bụng gập dài vươn người phía trước. Cố gắng hạ bộ ngực cằm xuống. Thở đều. 3 2 1 Nâng người lên. Gập chân trái phía sau. Có hai sự lựa chọn ạ. Một là đặt bàn chân vào cửa tay, tay phải vươn lên hít vào. Thở ra, hai tay đan lấy nhau, xoay ngực phía trước, mắt nhìn lên. Thứ hai là chúng ta có thể về tư thế chim bồ câu. Ngửa lòng bàn tay, nắm lấy ngón chân úp bàn chân ạ. Hít vào, xoay vai này, đẩy ngực lên. Thở ra từ từ uốn cong lưng. Hai tay nắm lấy, thả lỏng cổ. Giữ ở đây và thở đều. 5 4 Gắng đẩy ngực lên. 3 Thả lỏng các đốt sống lưng. 2 Và 1 Hạ chân xuống. Vòng chân trái qua đầu gối phải. Hít vào vươn cao tay phải lên. Thở ra, hóc bụng vặn qua đầu gối trái. Vòng tay trái xuống dưới khe chân. Tay phải vòng sau lưng. Bây giờ tay phải nắm cổ tay trái. Hai vai thẳng hàng, mắt nhìn phía sau. Hít thở đều. 5 Đẩy ngực lên. 4 3 Cố gắng vòng vai trái ra phía sau hơn nữa. 3 2 Và 1 Hai tay xuống thẳng. Bước hai chân về sau tư thế V ngược. Đẩy mông lên cao. Hạ gót chân xuống. Hít vào, đá chân trái lên cao, mắt nhìn lên phía trước. Thở ra, gập chân trái phía trên, mắt nhìn qua vai phải. Mắt nhìn mũi chân, giữ và thở đều. 5 4 Cố gắng thẳng chân phải và nâng đầu gối trái hơn nữa. 3 2 Thả lỏng lưng. Và 1 Từ từ hạ chân trái xuống sang bên phải. Hít vào, tay trái lên cao. Uốn cong lưng, ai tốt về tư thế bánh xe. Giữ và thở đều. 5 Cố gắng đẩy ngực lên phía trước. 4 3 Thở đều. 2 Và 1 Từ từ hai tay trở về, hai chân trở về tư thế V ngược. Hít vào, đá chân trái lên cao, mắt nhìn lên phía trước. Thở ra, gập chân trái. Thẳng chân phải phía sau. Gắng đẩy đầu gối trái sang bên trái và úp hông bên phải xuống. Hít vào, vươn hai tay lên cao. Uốn cong lưng, mắt nhìn lên. Giữ và thở đều, chúng ta không thả lỏng cổ phía sau ạ. Chỉ vươn cằm thôi. 4 Gắng thả lỏng các đốt sống lưng. 3 2 Và 1 Thở ra, hạ tay xuống. Gập chân phải. Có hai sự lựa chọn ạ. Một là đặt bàn chân vào khử tay phải. Tay trái vươn lên, hít vào. Thở ra, hai tay đan lấy nhau ạ. Đẩy căng ngực phía trước, mắt nhìn lên. Sự lựa chọn thứ hai là ngửa lòng bàn tay, nằm lấy bàn chân. Hít vào, xoay vai mở ngực. Thở ra, uốn cong lưng. Hai tay nắm lấy bàn chân nếu có thể. Và khép khử tay. Giữ. 5 Đẩy ngực lên. 4 3 2 Và 1 Từ từ hạ chân xuống. Vòng chân phải qua đầu gối trái. Hít vào, vươn cao tay trái lên, kéo căng lườn trái. Thở ra, hóc bụng vặn qua tay qua đầu gối phải. Nếu có thể thì hai tay đan lấy nhau phía sau. Giữ và thở đều. 5 Đẩy ngực lên. 4 Gắng đẩy vai phải phía sau hơn nữa. 3 Thả lỏng lườn. 2 Và 1 Hai tay xuống thẳng. Hít vào, hai chân về sau tư thế V ngược. Giữ và thở đều ở đây. 5 4 3 2 1 Hạ đầu gối về tư thế con mèo.
hai đầu gối tách rộng bằng hông, cổ tay thẳng hàng dưới vai, các ngón tay xòe rộng ra và bám xuống thẳng. Hít vào đá chân phải lên cao ra sau. Gập chân phải, chống mũi chân trái. Tay phải đưa lên cao nắm lấy bàn chân. Hít vào, xoay vai, mở ngực cuốn cong lưng. Gắng kéo chân về đầu. Giữ và thở đều. 5. Hóp chặt cơ bụng, siết cơ đùi. 4. 3. 2. Và 1. Hạ chân xuống. Tiếp tục chống bàn chân phải. Hít vào, đá chân trái lên cao. Từ từ đưa tay trái lên nắm lấy bàn chân. Thở ra, xoay vai, mở ngực, kéo chân về phía đầu. Giữ và thở đều ở đây. 5. Thả lỏng các cốt sống lưng. 4. Siết chặt cơ đùi và cơ bụng. 3. Nếu có thể thì thẳng tay, đá chân lên cao. 2. Và 1. Hai tay xuống thẳng. Hít vào, đá chân phải lên cao. Gập chân phải, vòng sang bên trái. Hạ chân xuống, hít vào, mông lên cao, uốn cong lưng. Để tư thế bánh xe ạ. Hít xếp cơ bụng, nếu có thể thì nâng chân trái lên. Giữ ở đây và thở đều. 5. Đẩy ngược lên phía trước. 4. 3. Siết cơ đùi. 2. Và 1. Từ từ hạ chân xuống. Hạ tay xuống. Tư thế con mèo. Hít vào, đá chân trái lên cao. Mắt nhìn lên phía trước. Gập chân trái. Thở ra, hạ chân xuống bên phải. Hít vào, nâng cao tay trái lên, uốn cong lưng. Ta cố gắng về tư thế bánh xe ạ. Giữ và thở đều. Nếu như tốt thì chúng ta nâng chân phải lên và thẳng chân. 5 4 3 2 1 Chân xuống. Tay xuống. Hạ mông chạm gót chân. Tay xuôi theo thân thả lỏng vai. Cằm chạm hõm cổ. Nhớ hít thở đều. Với những ai bị đau lưng thì chúng ta duỗi thẳng tay về phía trước và cố gắng là đi dài cái tay mình ra để kéo dài các đốt sống lưng thì chúng ta sẽ không bị đau lưng ạ. 3 2 1 Mở lớp nằm sấp. Chân. Đang có hai sự lựa chọn. Hít vào, đà chân lên cao, ngược lên, mắt nhìn thẳng phía trước. Với những ai tốt hơn rồi, chúng ta ngửa lòng bàn tay, nắm lấy bàn chân. Hít vào, xoay vai, mở ngực lên và thở ra, cố gắng kéo chân về phía đầu. Hít vào lên, thở ra, giữ ở đây. 5 Gắng thẳng, thả lỏng các đốt sống lưng ạ. 4 Nếu ai tốt thì quất thẳng chân lên và thẳng tay. 3 2 Và 1 Hạ chân xuống. Tiếp tục nâng người lên tư thế con mèo. Xòe căng các ngón tay ra. Duỗi thẳng chân phải về sau. Hít vào, từ từ hạ ngực cầm xuống và thở ra bật chân lên. Về tư thế chim đen ạ. Về tư thế bên ngực. Xin lỗi, tư thế em bé ạ. Thở đều, cầm chạm hõm cổ. Thả lỏng các đốt sống cổ. Chúng ta vừa cùng nhau luyện tập xong chuỗi yoga mở lưng nâng cao. Nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc gì thì hãy comment phía dưới phần bình luận và mình sẽ trả lời các thắc mắc của các bạn.
gặp lại các bạn trong chuyên đề lần sau. Xin chào.